Cúp bóng đá U23 châu Á 2024 là lần thứ 6 giải đấu này được tổ chức. Diễn ra từ 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. 16 đội tuyển trẻ xuất sắc nhất thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á được chia làm 4 bảng đấu. Sẽ tranh tài trên 4 sân vận động ở 3 thành phố của nước chủ nhà Qatar. 3 đội tuyển đứng đầu sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Sau đây là tổng quan về 4 sân vận động diễn ra cúp bóng đá U23 châu Á 2024. Abdullah bin Khalifa là sân vận động nhỏ nhất tại cúp bóng đá U23 châu Á 2024. Nằm tại thủ đô Doha, sân vận động này được xây dựng từ năm 2011 đến 2013. Sức chứa hiện tại của sân vận động Abdullah bin Khalifa là 10.000 khán giả và được trang bị cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn của FIFA. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Al-Duhai SC, đội bóng đang chơi tại Qatar Star League. Jassim bin Hamad là một trong hai sân vận động nằm ở thành phố Al Rayyan tại giải đấu lần này. Được xây dựng từ năm 1974 đến 1975, sân vận động này có sức chứa 15.000 khán giả. Trong khi mặt sân sử dụng cỏ hybrid, hiện tại Jassim bin Hamad đang là sân nhà của câu lạc bộ Al Sadd, một đội bóng cũng đang chơi tại Qatar Star League. Sân vận động quốc tế Khalifa là sân bóng còn lại ở thành phố Al Rayyan. Hoàn thành vào năm 1976, lần gần nhất sân vận động này được nâng cấp là vào năm 2017, tiêu tốn $374 triệu. Sân vận động quốc tế Khalifa là một sân bóng chuẩn World Cup với những trang thiết bị hiện đại nhất. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Khalifa là 45.857 khán giả. Từ khi hoàn thành đến nay, nó vẫn được xem là sân vận động quốc gia của Qatar. Sân vận động còn lại tại cúp bóng đá U23 châu Á 2024 là Al Zernouf, nằm ở thành phố Al Wakrah. Được xây dựng từ năm 2014 đến 2019, với kinh phí xây dựng 587 triệu euro. Đây là một sân vận động có mái che có thể thu vào. Sức chứa hiện tại của sân vận động Al Zernouf là 44.325 khán giả. Đây hiện là sân nhà của Al Wakrah SC, đội bóng đang chơi tại Qatar Star League.